chạy chạy trong đấy bây giờ là đã 7-8 nghìn rồi, về đây nó chẳng lên 20 nghìn đấy, qua bốn quả nào nào lên nhau ở đây là mà nó lấy cái xe dừa được mua bốn quả to này mày thấy nhau bên này 9 dừa nữa chín rồi đấy con ạ, cảm giác vẫn chưa xong, chưa nào có. Nhưng mà bán vậy tầm cháy rồi. Không cho nhiệt độ giảm xuống. Giảm rồi mà. Xuống 150 thôi. Hả? Giảm rồi mà. Giảm nữa đi không còn để. Bây giờ con chọc vào đây cái xe nào? Chọc xem nó có còn còn. Chín rồi. Mỡ hay. Chọc vừa thôi, chọc quá vậy nên thủng rỗ đi ấy về. Đúng rồi. Đúng cái gì? Mày bỏ lên cái xe nào ưa, giờ nó chậm nặng lại còn. Con đỏ đâu? Trắng thì... Ấy màu nó khô ra nó không ngon. Con đừng để nhiệt độ cao nữa, con để nhiệt độ thấp đi. 150 hoặc 120. Sao phải để 170 con ạ? Giờ con cho xuống đi. Này bán thêm hai bỏ ra rồi. Cho em đi. Này, chúng tôi giảm nhiệt độ